nó keo vào những cái đầu của cái que này. Bởi vì cái que dép của mình là dạng hình chữ X nên nó sẽ có bốn cái đầu nhỏ này. Sau khi gắn keo xong thì mình đặt cái que của mình vào với phần mặt sau của đế dép. Mình sẽ cố định nó với nhau ở cái vị trí đã gắn keo như thế này. Tiếp tục mình lộn cái đầu còn lại của cái quai vào phần thân phía bên kia của cái dép. Sau khi gắn xong phần quai vào với phần đế thì mình đã có một chiếc dép đầu tiên với những màu sắc rất là sinh động như thế này. Tương tự như vậy với cái phần quai còn lại, mình cũng sẽ dùng súng bắn keo, mình gắn những cái vị trí keo ở trên phần đầu của các cái quai này. Sau khi gắn keo xong thì bây giờ mình cố định cái quai của mình vào với cái đế này, để những cái phần keo cố định của mình nhanh khô thì mình khuyên các bạn nên sử dụng súng bắn keo nến nhé. Ngoài súng bắn keo nến ra thì các bạn cũng có thể dùng băng dính hai mặt hoặc keo dán giấy, nhưng mà để cái hình cố định nó nhanh được khô thì các bạn nên sử dụng súng bắn keo nến. Sau khi gắn cái phần quai vào với đế dép thì mình đã có hai cái chiếc dép với phần quai màu hồng và phần đế dép màu xanh rất là xinh như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai cái hình vỏ sò để mình gắn trang trí lên trên cái quai dép. Để làm vỏ sò trang trí thì mình sẽ dùng cái giấy thủ công màu trắng này. Mình gấp đôi cái tờ giấy của mình lại. Sau khi gấp đôi thì mình sẽ dùng bút chì mình vẽ tạo hình cái hình tam giác ở trên tờ giấy này. Mình vẽ một cái hình tam giác mờ. Sau đó mình đi những cái nét đậm hơn. Mình bo nhẹ ở các cái góc của cái hình tam giác. Và ở cái phần cạnh này,